Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta đứng đang ở đây, ngay phía sau tôi đây chính là tòa đại sứ của nước Slovakia, nơi mà đã năm 2017 đã xảy ra vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Đức. Và từ Đức, ông Trịnh Xuân Thanh đã được đưa đến Bratislava tại Slovakia và từ đó bay về Việt Nam thông qua Moscow. Và một thông tin rất mới mà chúng tôi cũng vừa nhận được, đó là tại Slovakia, ông cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Slovakia, ông Robert Kaliňák, cũng đã vừa bị bắt giữ vào ngày 20 tháng 4 năm 2022 với những cáo buộc về tham nhũng, hối lộ và có những kết nối với các tổ chức tội phạm rất nguy hiểm tại Slovakia cũng như trên thế giới. Và trong đó không loại trừ có cái sự tham gia của cái vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh đem tai tiếng rất lớn cho nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời gian qua. Và cho đến nay thì vụ bắt cóc này vẫn chưa dừng lại ở đây. Được biết ông Robert Kaliňák là ông Phó Thủ tướng, cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thời gian đó vào tháng 7 năm 2017 đã thông qua cùng ông Tô Lâm để cho phép Bộ Công an Việt Nam mượn chiếc máy bay của chính phủ Slovakia để chở ông Trịnh Xuân Thanh từ Bratislava sang Moscow. Cũng có những cáo buộc cho rằng ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Slovakia khi đó đã nhận hàng triệu đô la, một vali tiền hàng triệu đô la để làm điều đó cho phía Bộ Công an Việt Nam. Và hiện nay ông ta đang bị tạm giam 3 tháng tại Slovakia để điều tra tiếp tục. Và trong quá trình điều tra này, chắc chắn rằng phía ban điều tra của Slovakia sẽ tiếp tục khai thác những thông tin mới nhất về vụ bắt cóc xảy ra khi đó như thế nào, và những ai liên quan cũng như tiền tài chính của Bộ Công an Việt Nam, của nhà nước Việt Nam đã được sử dụng ra sao cho cái vụ bắt cóc này. Và đứng trước cáo buộc, ông cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia, ông Robert Kaliňák, cũng sẽ gặp những khó khăn rất lớn trong thời gian tới khi nhiều thuộc cấp của ông trong thời gian qua đã khai về cái hành động, về hành vi tham nhũng, ăn hối lộ và tiếp tay cho tội phạm của ông ta tại Slovakia. Và điều đó sẽ càng thêm trầm trọng hơn khi ông Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam, ông Tô Lâm, sẽ gặp những khó khăn tới đây khi đặt chân tới các nước châu Âu hoặc những nước trên thế giới. Vì với những cái chứng cứ mà phía Slovakia thu được thì họ có thể truy tố ông Tô Lâm và thậm chí có thể truy nã ông ta qua Interpol. Bởi vì nơi nào phạm pháp, phạm tội thì nơi đó đưa ra xét xử, đó chính là đất nước Slovakia, khi ông Tô Lâm đặt chân lên đó và mượn cái chiếc máy bay này của chính phủ Slovakia. Cũng cho quá trình điều tra trong thời gian vừa qua, truyền thông của Slovakia cũng cho biết rằng chuyến bay chở 12 sĩ quan của Công an Việt Nam bay từ Bratislava, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh, sang Moscow thì được dùng một cái công hàm của Slovakia với ghi trong công hàm rằng ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia có ngồi trong đó, nhưng thực tế thì không phải, mà trong đó chỉ có ông Tô Lâm và 11 tướng tá của ông ta là cái đội bắt cóc khi đó đã hành sự và ngồi trên chiếc máy bay đó. Và như vậy thì thông qua không phận của Ba Lan thì chỉ có những cái công hàm của Slovakia thì máy bay này mới có thể bay qua được. Và đây cũng là một cái điều dư luận cho rằng là sự lừa dối của ông cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia khi đó để tiếp tay cho Bộ Công an Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam một cách bất hợp pháp, không thông qua con đường dẫn độ hoặc là với tư cách là pháp lý một cách đúng đắn cũng như theo thông lệ quốc tế. Và phía sau chúng tôi thì các bạn cũng đã thấy rằng ở đây là khu ngoại giao đoàn, có rất nhiều các tòa đại sứ quán khác nhau của các nước. Đại sứ quán Slovakia nằm ở đây, và trên cái con đường này thẳng ở đây ra xa, cách đây chỉ khoảng 500m thì cũng chính là cái khu công viên nơi ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã sang Slovakia, và sau đó có sự tiếp tay của rất nhiều cộng sự
làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin như ông Đại tá Nguyễn Đức Thoa, ông Đại tá Lê Thanh Hải là đại diện của Tổng cục Cảnh sát Interpol của Việt Nam tại Đại sứ quán Berlin, cũng như ông đại diện Tổng cục Tình báo Tổng cục 5 đó là ông Nguyễn Đức Thoa. Và cả hai người này đã tổ chức và tham gia cái vụ bắt cóc hôm đó. Đấy là theo công bố của tòa án thượng thẩm của bang Berlin xét xử cái vụ án vào năm 2018. Và hiện nay thì riêng ông Nguyễn Đức Thoa đã bị trục xuất về và không thể quay lại nước được nữa. Còn ông Lê Thanh Hải cũng vẫn đã về Việt Nam và cả hai người này đã được về hưu. Nhưng về phía Đức thì họ cũng rất khó chịu khi mà cả hai người này lại vừa qua lại được nhận được những huân chương chiến công do đích dân ông Nguyễn Phú Trọng ký vào. Và truyền thông Đức cũng như là truyền thông Slovakia đã đăng tin về việc đó. Đây là cái khiêu khích rất rõ ràng đối với những nhà nước pháp quyền, đối với thể chế tự do và dân chủ tại Đức, châu Âu cũng Slovakia, với việc là khi Bộ Công an đưa mật vụ sang đây để theo dõi bắt cóc một cái công dân của mình ngay trên lãnh thổ nước Đức thì đã vi phạm trắng trợn vào cái những cái thỏa thuận, những hiệp định về dẫn độ cũng như là xâm phạm vào lãnh thổ của Đức. Và bây giờ thì chính những cái người đó lại nhận được cái phần thưởng, đó là cái huân chương chiến công mà ông Nguyễn Phú Trọng đã ký để khen thưởng cho 12 sĩ quan công an này. Và phía Đức họ cũng như Slovakia họ có danh sách toàn bộ 12 sĩ quan này cũng như cái hình ảnh ghi lại được tại Bộ Công an Việt Nam khi trao cái huân chương này cho những cái cán bộ mà đã tham gia cái vụ bắt cóc vào năm 2017. Và tới đây chắc chắn rằng với cái sự ngang nhiên vi phạm pháp luật của Việt Nam như vậy mà Việt Nam vẫn chưa thực hiện ba cái điều mà phía Đức đưa ra. Cái điều thứ nhất là phải trở lại nguyên hiện trạng, tức là phải đưa ông Trịnh Xuân Thanh về lại Đức, phía Việt Nam chưa làm. Vấn đề thứ hai là phải xin lỗi nước Đức. Thì hiện nay không có một cái thông tin nào trên truyền thông của nhà nước cũng như truyền thông của tư nhân của Đức, của châu Âu nói rằng Việt Nam xin lỗi. Và cái vấn đề thứ ba là phải hứa không tái phạm. Thì đây cũng là điều quan trọng bởi vì Việt Nam cũng vẫn không đưa những thông tin đó ra và chúng tôi cũng chưa nhận được những thông tin như vậy. Thì khi họ không hứa không tái phạm thì có nghĩa rằng họ cũng có thể bất cứ lúc nào tái phạm. Có nghĩa là họ có thể sang đây tiếp tục bắt cóc, ám sát hay làm bất cứ điều gì khác đối với những cái người Việt Nam khác mà họ không mong muốn ở Đức và trên châu Âu. Đây là điều mà chính phủ Đức và Slovakia luôn luôn tiếp tục để ý theo dõi mọi cái động thái của phía Đại sứ quán Việt Nam tại hai nước này. Chính vì vậy mà họ đã vẫn đình chỉ cái hiệp định về miễn visa cho hộ chiếu ngoại giao của Việt Nam cho đến nay vẫn chưa được khôi phục sau vụ bắt cóc. Đó là việc mà các nhà ngoại giao Việt Nam khi nhập cảnh vào Đức thì đều phải cần có cái visa được phép của chính phủ Đức chứ không thể tự tiện vào như trước theo một cái hiệp định chung, bởi vì những cái người bắt cóc này họ đã sử dụng cái hiệp định đó để họ đưa người vào Đức để bắt cóc và điều đó đã gây tác hại rất lớn cho cái quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam, và đặc biệt là phía Đức họ đã mất lòng tin hoàn toàn vào phía Việt Nam và điều này dường như chưa dừng lại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, ngay trước Đại sứ quán Slovakia tại Berlin. Và chúng tôi sẽ tiếp tục tường thuật những chương trình như thế này để phục vụ các bạn. Và các bạn cũng hãy đặt câu hỏi hoặc ghi những yêu cầu mong muốn ở phía dưới Facebook, YouTube của Thời báo .de để chúng tôi tiếp tục phục vụ các bạn những cái yêu cầu mà các bạn mong muốn nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de